Thưa quý vị, hiện thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng do dịch bệnh đã lây lan rộng trên địa bàn. Nhiều ổ dịch xảy ra tại các khu chợ đầu mối, khu công nghiệp, khu dân cư đông người nên trong vài ngày tới, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao trước khi ổn định và từng bước kiểm soát tình hình khi hết thời gian thực hiện chỉ thị 16. Các tỉnh thành phố khác tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương thuộc khu vực phía Nam như là Bình Dương, Long An, Đồng Nai cũng tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới. Các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung, miền Bắc từ tỉnh Phú Yên trở ra thì số ca mắc mới trong tuần hầu hết giảm so với tuần trước đó. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh bùng phát là hiện hữu do người trở về địa phương có lịch trình đi lại trở về từ các tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Hiện các cơ sở y tế tại Việt Nam đang điều trị cho hơn 9.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 5.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa có triệu chứng. Những người này đang chủ yếu được theo dõi tại các bệnh viện giả chiến và cơ sở cách ly tập trung. Các chuyên gia đánh giá biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh và nhiều trong những ngày đầu do việc đào thải mầm bệnh ở nồng độ rất cao. Vì thế, việc áp dụng test nhanh để sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp bệnh F0 là cần thiết và phù hợp với tình hình hiện nay. Theo kết quả nghiên cứu của khoảng 20.000 bệnh nhân cho thấy, có gần 70% bệnh nhân không ghi nhận triệu chứng. Các trường hợp bệnh nhân có diễn biến nặng thường xảy ra sau 7 đến 10 ngày từ khi phát hiện dương tính. Căn cứ diễn biến của nồng độ virus và diễn biến lâm sàng, Bộ Y tế đưa ra quyết định giảm thời gian điều trị và cách ly với bệnh nhân Covid-19. Bộ y tế cũng đã tổng kết hơn 400 trường hợp tái dương tính sau khi ra viện và không ghi nhận trường hợp nào lây lan ra cộng đồng. Vì vậy cơ quan này khuyến cáo các địa phương phát hiện trường hợp tái dương tính trong cộng đồng không phải thực hiện các biện pháp cách ly xử lý ổ dịch. Các trường hợp này cần tiếp tục theo dõi y tế, nếu xuất hiện triệu chứng thì liên hệ ngay với cơ sở y tế để được chăm sóc theo dõi.